Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả. Rất là vinh dự hôm nay cái buổi cuối năm chúng tôi được mời tham gia để nói về các giải thưởng Nobel được ứng dụng trong thực hành chẩn đoán các bệnh ung thư. Chúng ta phải biết là trong giải thưởng Nobel thì nó có một cái lịch sử rất là lâu đời và một cái lịch sử hết sức là hay. Tên Nobel được giải thưởng Nobel mang tiếng Thụy Điển là Nobel Prize hoặc là tiếng Na Uy gọi là Nobel Prize. Đây là một giải thưởng quốc tế trao thường niên hàng năm cho những tập thể cá nhân đạt những cái thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực như là vật lý, hóa học, y học, văn học, kinh tế và trong đó có hòa bình. Hôm nay thì tôi sẽ nói về những công trình giải thưởng Nobel ứng dụng trong thực hành chẩn đoán các bệnh lý ung thư. Còn về phần điều trị thì tôi sẽ xin nhường mời cho đồng nghiệp của tôi là Phó sư Thăng sẽ trình bày với các bạn. Bài trình bày gồm hai phần. Một là điểm qua một chút về lịch sử tiểu của cái giải thưởng Nobel này. Thứ hai là các cái công trình mà được trao giải Nobel cũng như các tác giả có liên quan tới chẩn đoán các bệnh lý ung thư. Thứ nhất thì chúng ta biết là Alfred Nobel nó lại em cho anh cái đầu tiên. Tên đầy đủ Alfred Bernard Nobel, sinh năm 1833 và mất năm 1896. Ông là con thứ ba trong một gia đình phải nói là rất có truyền thống về khoa học, đặc biệt là các lĩnh vực trong chế tạo các cái chế tạo những cái phương tiện trong chiến tranh và thuốc nổ. Ông là một nhà khoa học kỹ nghệ nhưng bên cạnh đó có một tâm hồn hết sức là phong phú. Người ta nói là ông còn viết những cái vở kịch để sáng tác, và cái vở kịch đó thì đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại và cũng có nhiều người đang nhắc tới. Thì cái giải thưởng này là giải thưởng thường niên của cái Caroline Institute, là Viện Caroline ở Thụy Điển được trao, do Alfred Nobel. Cái ấy nó chạy nhanh quá các em. Cái này của các em nó chạy nhanh. Dạ. Nó chạy thế nào em ơi? Đây. Em cứ để nguyên. Trao giải lần đầu tiên vào năm 1901 và thường niên thì trao vào ngày 10 tháng 12, tức là đúng là ngày mất của Nobel. Giải y sinh y học đã được trao cho 113 lần cho 225 người từ năm 1901 đến năm 2022, tức là năm ngoái. Anh không hiểu là sao cái này... xin lỗi các quý vị khán giả một chút. Rồi. Lần đầu tiên trao giải thì năm 2001 và đến nay là đến năm 2022 thì đã có 225 người. Giải Nobel năm 1946. Em cắt đi nhiều đúng không? Em mở lại rồi. Bây giờ start. Nobel thì năm 1966, năm 1000. Anh thấy cái này các em làm hỏng không? Nó cứ chạy thế nào?
Chúng ta đã biết là nếu như không có một cái tình tiết rất là đặc biệt, đó là khi anh trai của Alfred Nobel bị chết, thì các cái báo lớn trên thế giới người ta đăng một cái cáo phó là người buôn bán cái chết đã chết. Và trong đó có những cái tờ báo hết sức là nổi tiếng, hết sức là nổi tiếng. Và chính điều này làm thức tỉnh Alfred Nobel rằng như vậy thì tất cả những cái công sức của mình, cái tài sản của mình để lại cho nhân loại sau khi mình chết đi sẽ là một điều gì? Bởi vì mình là một trong những người đã đóng góp sản sinh ra rất nhiều các cái phát kiến, phát minh, trong đó có cái phát minh về mặt thuốc nổ là dynamit, là một trong phát minh nổi tiếng nhất. Thế thì chính cái điều này đã làm thức tỉnh Alfred Nobel, và ông ta đã quyết định viết lại cái di chúc của mình để lại toàn bộ 94% cái tài sản của mình để dành cho những cái người nào có rất nhiều các cái đóng góp cho nhân loại về mặt y khoa, về mặt vật lý, về mặt hóa học, về mặt kinh tế, và cuối cùng sau này thì có thêm là giải Nobel và hòa bình. Và chính cái điều ấy đã tạo lên một cái giải thưởng hết sức danh giá, mà cái giải thưởng này thì được cho là một giải thưởng cao quý nhất mà những cá nhân đã từng nhận được. Và chính cái điều này đã làm cho Alfred Nobel vào ngày 27 tháng 11 năm 1895 tại câu lạc bộ Thụy Điển ở Na Uy, ông ta đã ký cái chúc thư cuối cùng để giành lại cái số tài sản này. Và lúc đó thì cái tài sản của Nobel khoảng 31 triệu kron, tức là 94% số tài sản này thì Nobel dành cho để tặng thưởng cho những người tạo lên những cái đóng góp xuất sắc nhất và nổi tiếng nhất cho nhân loại. Giải Nobel năm 1946 được trao cho Rosac Joseph Murray, thì đây có thể nói là một cái phát hiện tạo ra các đột biến bằng chiếu tia X. Trong cái đột biến này thì cái tia X là tia Röntgen. Tia Röntgen khi chiếu vào qua các cái thí nghiệm thì sẽ tạo lên các cái đột biến gen, và chính những cái đột biến gen này sẽ làm lên, đã gây ra những cái bản chất của ung thư, những cái biến đổi của ung thư. Thì đây cũng chính là một trong những cái mà đóng góp rất lớn của cái thành tựu trong cái nghiên cứu và tạo lên để những cái nguyên nhân để tạo nên những cái bệnh ung thư. Chúng ta biết tia X là tia bức xạ, hay còn gọi là tia Röntgen, là mối dạng sóng điện tử. Thế thì hầu hết các tia X này có cái giải bước sóng trong khoảng từ 0,1 đến 10 nano. Và khi tia X được chiếu nhiều và kéo dài thì nó sẽ gây cái tác động và tạo nên những cái bệnh ung thư. Đến năm 1996, bạn cho cái slide. Không được. Xin lỗi là bạn để chỉnh theo cái này đi bạn ơi. Năm 1966 thì giải thưởng được trao cho hai người. Người thứ nhất là François Peterus, là một bác sĩ y khoa kiêm nhà virus học người Mỹ. Thì cái nghiên cứu quan trọng nhất của ông đó là quan sát thấy một cái u ác tính đặc biệt gọi là cái sarcom lớn lên được nuôi ở trong một con gà và có thể truyền sang ở cái con gà khác khi chúng ta tiêm cái chất này. Thì việc phát hiện ra bệnh ung thư đặt ra được một cái giả thuyết là bệnh ung thư có thể truyền bởi một cái virus sang từ vật này sang vật khác, hay còn gọi là sarcom virus. Chắc cái thông tin này có thể nói là đóng một trong cái đóng góp hết sức là quan trọng, hết sức là có giá trị để chúng ta nhận thấy là cái việc mà các cái virus đóng góp trong vai trò để tạo lên hoặc là truyền những cái tín hiệu gây những các bệnh ung thư. Mặc dù một số nhà nghiên cứu rất có uy tín đã đánh giá cao cái công trình của Rus, nhưng mà đã đề cử giải Nobel của ông rất nhiều lần. Tuy nhiên, ở thời lúc bấy giờ, những cái hiểu biết về cái chuyển tiếp do virus trong những bệnh ung thư còn hết sức là sơ sài. Vì vậy, sau 55 năm sau, có thể nói đây là một thời gian kỷ lục từ khi khám phá ra vào năm 1911 cho tới khi đạt giải thưởng Nobel. Cái người thứ hai được trao chung trong năm 1966 đó là Bertrand Hulin. Thì Bertrand Hulin cũng là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu về ung thư người Mỹ gốc Canada. Và cái giải thưởng của ông đặt trong một cái nền tảng nghiên cứu về bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Cái phát hiện này
là đóng góp về các cái bệnh hormone có thể dùng để kiểm soát là những cái bệnh lan rộng trong ung thư tiền liệt tuyến, thì đây có thể nói là một trong những cái phát hiện hết sức là có giá trị trong ung thư có thể kiểm soát được bằng hóa chất. Thì Brighton Hooding đã đóng góp rất nhiều trong cái lĩnh vực điều trị ung thư tiền liệt tuyến, và sau này chúng ta biết là chúng ta kiểm soát bệnh ung thư tiền liệt tuyến bằng bằng cái hormone đó là testosterone, và chính cái testosterone là chìa khóa để kiểm soát bệnh lý ung thư tiền liệt tuyến sau này. Và có thể nói là các thế hệ thuốc phía sau sẽ đóng góp rất nhiều trong cái điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Tiếp theo, đến năm 1979 thì giải thưởng Nobel được trao cho hai nhà khoa học đó là Cockman và Hauschild, bởi vì sự phát triển của một cái máy chụp cắt lớp. Cockman thì là một nhà khoa học gốc Nam Phi. Phải nói ông Cockman đã phát triển và có công đưa ra các cái tính toán về điện toán giúp cho cái việc hiện thực hóa từ các số liệu, các cái số liệu được phát bằng một cái tia, sau đó thu nhập lại và tính toán để vẽ lên hình dạng cấu trúc của các cái tổ chức bằng các cái mặt cắt ngang cũng như mặt cắt lớp vi tính theo các nhiều lớp. Thì chụp cắt lớp là một trong, có thể nói là một trong những cái thưởng Nobel có tính chất cách mạng, giúp cho các nhà ung thư để chẩn đoán. Và tính tới ngày hôm nay thì nước Mỹ có khoảng trên 15 đến 18 nghìn máy chụp cắt lớp, và mỗi một năm có hàng triệu người được thừa hưởng cái phát minh này để giúp cho các bác sĩ ung thư chẩn đoán các bệnh ung thư, đặc biệt là các bệnh ung thư não. Người thứ hai mà chúng ta phải nhắc tới trong cái giải thưởng Nobel này đó là Godfrey Hauschild. Godfrey Hauschild thì là một nhà khoa học người Anh, và ông đã được nữ hoàng Anh phong tước hiệp là Sir, gọi là Sir Hauschild. Thì lịch sử của Hauschild có thể nói là một trong những kỹ sư về chẩn đoán điện toán đại tài, khi mà ông ta nghĩ ra cùng với Conrad để sản xuất ra cái nguyên lý của cái máy chụp cắt lớp. Chúng ta biết là cái ca chụp cắt lớp đầu tiên là một phụ nữ bị u não vào năm 1971, và trên chính quê hương của giải Wimbledon là một cái giải hết sức là nổi tiếng, và trên cái nơi mà sản sinh ra cái máy chụp cắt lớp này thì nó còn có cái lịch sử nữa, là một cái lịch sử hết sức là nổi tiếng, đó là ban nhạc Beatles. Thì nói về Hauschild, sau khi ông ta cùng với Conrad xây dựng được một cái hệ thống máy giúp cho người ta thu nhận được cái hình ảnh và chụp cắt lớp trong các khối u mà chúng ta không nhìn thấy được bằng cái lý thuyết, tức là muốn nhìn và quan sát một hiện tượng, một cái vật ở trong một cái hộp mà không phải mở cái hộp ấy ra. Thì cái giải thưởng Nobel vào năm 1979 này có thể nói là một cái giải thưởng hết sức là có giá trị trong việc chẩn đoán các bệnh lý ung thư. Sau khi mà Conrad và Hauschild đã xây dựng được một cái cấu trúc của cái máy chụp CT scanner, thì cái người mà quảng bá cho cái máy này cho cái ủy ban các vấn đề về xã hội của Anh Quốc, thì người ta đã đặt mua 4 cái máy chụp scanner khi mà tất cả các máy này còn ở trên giấy. Thế phải nói là một cái lịch sử hết sức là thú vị, là khi chưa sản xuất được cái máy nào thì đã có 4 bệnh viện lớn nhất của Anh Quốc đặt để mua cái máy CT scanner lúc bấy giờ. Chúng ta biết đây có thể nói là một trong những cái giải thưởng mà mang lại cái giá trị chẩn đoán, đặc biệt là chẩn đoán ung thư, hết sức là quan trọng. Tiếp đến giải thưởng năm 1989 được nhà khoa học Harold Varus, là một nhà khoa học Mỹ. Ông có một cái phát kiến, một cái nghiên cứu về gen sinh ung thư. Chúng ta biết gen sinh ung thư là gen có tiềm năng gây ung thư. Trong các tế bào u thì những cái gen này thường bị đột biến hoặc biểu hiện ở mức cao. Hầu hết các cái tế bào sẽ trải qua các cái chết được lập trình sẵn. Tuy nhiên, cái quá trình này người ta gọi là apoptosis. Nhưng mà khi những cái chức năng trong quá trình biến đổi này nó bị xáo trộn lên, thì cái quy trình chết của tế bào sẽ bị thay đổi. Và những cái gen này nó giúp cho các tế bào khác có những cái đột biến để phát triển và nhân lên, mất kiểm soát. Và chính cái sự nhân lên mất kiểm soát này thì là nguồn gốc của các tế bào ung thư. Vì chúng ta biết cái khái niệm của ung thư là một nhóm tế bào nhân lên phát triển vượt ngoài khả năng kiểm soát của cơ thể. Vì vậy, đây có thể nói cái vai trò của việc phát hiện ra cái gen mà sinh ung thư thì là một cái đột phá trong cái lĩnh vực nghiên cứu ung thư hết sức là quan trọng. Chính đây là cái mục tiêu để chúng ta hướng tới cái việc
chúng ta nghiên cứu các cái đột biến về gen, các cái đột biến của các cái gen sinh ung thư. Từ đó chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn về cái cơ chế bệnh sinh của ung thư. Và bên cạnh đó, ngoài việc chuẩn đoán các cái cơ chế bệnh sinh của ung thư thì giúp cho các nhà điều trị, mà tí nữa thì giáo sư Sang sẽ nói rõ hơn, đó là chúng ta hướng tới cái việc điều trị và điều chỉnh và kiềm chế tất cả những cái gen có đột biến mà gen gây ung thư đó. Đó là người ta có thể nói là cái nguồn gốc cũng như là cái những cái lý thuyết cơ bản ban đầu giúp cho cái việc là liệu pháp điều trị trúng đích. Tiếp theo đến năm phát kiến thứ hai cũng trong cái năm 1989 này, đó là nhà khoa học Harris Harrell. Ông ta sinh năm 1939, cũng là một người Mỹ ở Los Angeles, và hiện ông đã từng là chủ tịch và giám đốc của trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutton ở Seattle, Washington. Thì trong cái phát kiến của Harrell này, ông ta đã nghiên cứu về cái sơ đồ chu kỳ tế bào và cho thấy các trạng thái của các nhiễm sắc thể trong mỗi giai đoạn của chu kỳ. Thì chu kỳ tế bào hay còn gọi là chu kỳ phân bào, nó là một cái vòng tuần hoàn các sự kiện xảy ra trong một tế bào và phân bào. Cho đến nay thì trong đó các cái bộ máy di truyền và các thành phần của tế bào được nhân đôi, sau đó thì phân chia thành hai cái tế bào con giống hệt nhau. Đấy là nền tảng của các cái tế bào nhân sơ. Còn trong sự phát triển của các cái nhân bào chuyển các tế bào gồm các cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trung gian tế bào phát triển và tích lũy vật chất và nhân đôi DNA. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nguyên phân, tức là mitosis. Lúc này thì các cái tế bào thực thi quá trình phân chia thành hai các tế bào con và cố gắng cái sự sao chép này nó chính xác để truyền đạt toàn bộ những cái thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con. Và chính cái bộ DNA của tế bào mẹ phải được nhân đôi một cách chính xác. Và trong quá trình nhân đôi này, nếu nó có một sai biến, một cái sai sót nào đó, thì làm cho các tế bào con sẽ có bộ gen khác và sự phát sinh vô độ cũng là mầm mống của một tế bào ung thư. Tiếp đến năm 2002 thì giải thưởng Nobel được trao cho hai nhà khoa học là Sydney Brenner và Robert Wadsworth vì những cái khám phá của họ liên quan đến quy định di truyền về sự phát triển của cơ quan và chết theo chương trình của các tế bào. Thì có thể nói là cái giải thưởng Nobel năm 2000 y học năm 2002 này nó được thừa hưởng để kế tiếp theo sự phát triển của cái giải thưởng Nobel năm trước, tức là năm 2001. Tiếp theo đến năm 2003, giải Nobel sinh lý và y học được trao chung cho Paul Lobezny và ngài Peter Masfin. Thì có thể nói đây là một cái bước thứ hai, một cái bước phát triển rất mạnh mẽ trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, đó là cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ giúp cho chúng ta chụp được những khối u, đặc biệt như là những khối u tổn thương như khối u não, hoặc các cái tổn thương về thần kinh ở cột sống, hoặc các tổn thương ở vùng tiểu khung. Thì cái khám phá này có thể nói là giúp cho chúng ta trong cái lĩnh vực chẩn đoán ung thư hết sức có giá trị. Quay trở lại tác giả của Nobel năm 2003 thì Lobezny đã có những đóng góp về các biến thể của từ trường. Đây là những người đặt nền móng đầu tiên để cho cái cơ chế hiểu về từ trường tạo ra hình ảnh bên trong của cơ thể con người sau khi thu lượng và các chuyển động các ion và xây dựng lại các hình đó để chúng ta đưa tới những cái chẩn đoán về các cái tổn thương khối u liên quan đến cột sống, liên quan đến u não hoặc là các cái khối u tạng đặc như là tụy hoặc gan thì hết sức là có giá trị. Và tác giả thứ hai đó là ngài Peter Masfin thì cũng cùng đóng góp với Paul Laudrup sử dụng các biến thể của từ trường để tạo ra các hình ảnh bên trong của cơ thể. Có thể nói rằng giải thưởng Nobel y học năm 2023 này có rất nhiều các cái đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán về mặt ung thư. Và chúng ta biết mỗi một năm có hàng triệu người được thừa hưởng thành tựu khoa học của giải thưởng Nobel năm 2003 này. Tiếp đến giải thưởng Nobel y học năm 2005 được trao cho hai nhà khoa học, đó là Barry Marshall và Romy Warren. Hai nhà khoa học này đã nghiên cứu phát hiện ra loại vi khuẩn đó là xoắn khuẩn Helicobacter pylori. Thì có thể nói xoắn khuẩn Helicobacter pylori đóng vai trò hết sức quan trọng trong bệnh lý viêm loét dạ dày mãn tính
và từ bệnh viêm loét dạ dày mãn tính đến viêm teo niêm mạc dạ dày, và từ viêm teo niêm mạc dạ dày sẽ tiến triển thành ung thư dạ dày. Chúng ta biết là khoảng 80% các cái chủng của Helicobacter bị nhiễm này là không có triệu chứng. Như vậy chỉ còn 20% là những cái người mà nhiễm Helicobacter pylori là có triệu chứng. Như vậy thì phải chăng là Helicobacter pylori không phải chủng nào khi nhiễm cũng là tác nhân gây lên viêm loét dạ dày tá tràng, và từ viêm loét dạ dày sẽ dẫn đến viêm teo dạ dày và ung thư dạ dày. Và người ta nghiên cứu là khoảng hơn 50% dân số trên thế giới có nhiễm Helicobacter pylori ở đường tiêu hóa trên. Và cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori này có xu hướng giảm dần ở các nước phát triển, đặc biệt là các nước Âu Mỹ. Trong khi thì các cái nước mà kém phát triển như các nước châu Á hoặc một số nước ở châu Phi thì cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori còn cao hơn. Trong cái hiểu biết về Helicobacter pylori này đã giúp cho các cái nhà về tiêu hóa đưa ra những cái phác đồ điều trị trong cái đoạn viêm loét hay là những tổn thương tiền ung thư của dạ dày để diệt cái vi khuẩn Helicobacter pylori. Và hai cái đóng góp của Oren và Maxen đã chứng minh vào năm 1982 rằng bệnh nhân chỉ có thể chữa khỏi các viêm loét dạ dày hoặc là viêm tá tràng khi mà có nhiễm Helicobacter pylori được loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn này. Thì đây có thể nói là một trong những cái đóng góp hết sức quan trọng trong cái cơ chế bệnh sinh của cái viêm loét dạ dày song dẫn đến viêm teo dạ dày và ung thư dạ dày. Cuối cùng, tiếp theo đến năm 2008 thì giải thưởng Nobel sinh lý và y học được trao cho hai nhà khoa học, đó là Hazard Hausen đã phát hiện ra virus u nhú ở người gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, và một nửa cái giải thưởng Nobel năm 2008 còn lại được trao cho François Barré, Sinoussi và Locke Montagnier đã khám phá ra cái virus mà gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, đó là virus HIV. Chúng ta biết là virus gây ra cái biến dạng DNA có khả năng phát sinh ra nhiều triệu chứng, dấu hiệu từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng, và tên đầy đủ của nó là Human Papillomavirus hay viết tắt là HPV. Thì trong số các cái bệnh này, chúng ta biết nó có khoảng hơn 100 loại HPV, và trong 40 loại gây các cái bệnh ở cơ quan sinh dục con người. Trong đó có 15 loại virus HPV được liệt vào dạng rất độc, và khi nhiễm các cái loại virus này thì chúng ta có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, viêm và thoái chuyển và tiến triển thành ung thư. Hai cái loại mà virus HPV mà có cái độc tính cao và có tỷ lệ gây ung thư cổ tử cung cao nhất ở phụ nữ, đó là HPV 16 và HPV 18. Người ta biết là các cái tổn thương này khi nhiễm thì từ 3 đến 10% những người nhiễm HPV ở hai cái thể này sau đó có những cái biến loạn ở cái phần niêm mạc và làm thay đổi cái tính chất cấu trúc của giải phẫu tế bào và cuối cùng tiến triển thành ung thư. Ngoài ra thì có những cái tuýp của HPV nó có ít độc hơn. Và đặc biệt cái phát hiện này giúp cho giới y khoa chúng ta mở ra một con đường, đó là khi chúng ta đã biết đích xác thủ phạm là virus Human Papillomavirus hay là virus HPV thì chúng ta có thể phòng ngừa được, và hiểu biết về virus HPV cũng đã giúp cho mở cái cánh cửa giúp cho chúng ta các cái phương pháp phòng bệnh và sau này nữa thì các cái phương pháp tiến triển điều trị trong vùng HPV. Còn đối với virus HPV gây ung thư cổ tử cung cũng giúp cho rất nhiều các cái nước phát triển trên thế giới đã tiêm những cái vaccine phòng HPV để tránh cho phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ chưa đến tuổi xây dựng gia đình, có được một cái miễn dịch để phòng virus HPV, và cái tỷ lệ ung thư cổ tử cung đã được hạ thấp dưới mức hết sức là ngoạn mục. Thì đây có thể nói là một trong những phát kiến mà còn đánh dấu cái bước quan trọng để chứng minh vai trò của virus ảnh hưởng thế nào trong các cái tác nhân gây bệnh để chuyển biến thành các ung thư. Có thể nói rằng những cái nghiên cứu này đã ngày càng đóng góp cho những cái kiến thức của nhân loại chúng ta hiểu biết giàu hơn, tốt hơn về những cái công tác phòng chống cũng như chẩn đoán các cái bệnh lý ung thư. Trong cái giải Nobel năm 2008 ấy, thì cái bà được nhận giải thưởng Nobel đó đã từng có một cái chuyến thăm hết sức là lịch sử, đầm ấm cùng với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội vào năm 1988.
bức ảnh này mà chúng tôi lưu giữ lại được thì cũng là một cái mà phải nói là một kỷ niệm hết sức là lớn, chứng tỏ là cái sự tiếp cận cũng như sự tìm hiểu cũng như là cái ham hiểu biết và phát triển được những kiến thức về mặt chẩn đoán dịch tễ học hay là những cái chẩn đoán về virus trong lĩnh vực ung thư của các đội ngũ nhân có bác sĩ của Việt Nam chúng ta, thì đây là những cái bức tranh hết sức là có giá trị để giúp cho chúng ta có những kỷ niệm tốt. Đây là cái hình ảnh của các cái nhà khoa học rất lớn phát hiện ra human immunovirus, tức là virus HIV làm suy giảm miễn dịch, mà sau này là cái nền tảng phát hiện, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhân bị AIDS. Thì đây là cái công viên Pasteur Annot ở ngoại ô Paris được chụp vào năm 1987. Có thể nói trong cái lĩnh vực về chẩn đoán và các bệnh lý ung thư thì giải thưởng Nobel trong suốt chiều dài lịch sử của mình, từ những cái giải thưởng đầu tiên vào năm 1901 cho đến năm 2022 đã giúp cái nền y học của thế giới nói chung và đặc biệt là trong lĩnh vực ung thư nói riêng có những cách nhìn hết sức là khoa học, đi sâu vào cơ chế để giúp cho chúng ta chẩn đoán và hiểu biết cũng như các cơ chế phòng bệnh ung thư tốt hơn. Thì qua cái bài trình bày này, tôi mới chỉ đi được một nửa của quãng đường, đó là những giải thưởng Nobel có vai trò đóng góp trong việc chẩn đoán các bệnh lý ung thư.